Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đi học về hả heo? Heo, đi học về hả? Đi đâu? Đi học về hả? Ngã chết rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây, cặp sách đây. Đi học về hả? Đi học về hả? Đi học về hả? Để từ từ đưa cho nó uống xong rồi từng đứa uống một. Từ từ. Thôi này đến anh lớn. Không không uống đâu, bữa nay áo. Bảo không giữ là đổ đấy. Bảo không giữ là đổ đấy. Thôi uống thế này. Đây đây, cầm cặp. Đừng cho hoa hồng uống, đưa cho anh lớn uống thôi. Hoa hồng uống mình hết áo. Cầm cho em uống. Cầm cho nó uống thôi. Kéo ướt đồ của mẹ. Cho nó uống đi. Có mẹ cầm. Thôi được rồi. Lớn uống. Né cái áo ra. Uống hết áo đồ của nó rồi. Ôi được kiếm. Là nào từ đấy đi kiếm lại. Tỷ mấy mà là 2 tỷ tư. Hả? Hết cái nhà nữa đâu, lấy nó trốn mẹ. Cô có cái giấy tờ vậy? Có cái sổ đất mày về quê mày tìm đi chứ. Không, bây giờ cô lấy để con làm. Nghĩa là con làm có giấy tờ đàng hoàng, con làm mình không có giấy tờ đàng hoàng. Có giấy tờ là ủy quyền giấy tờ cho cô đàng hoàng. Có giấy tay không ạ? Có giấy tay. Không có cái giấy tay mới này cái của nó mấy cái sổ đất không có ra công chứng. Đúng sổ đất không ra công chứng giấy tay. Bây giờ chỉ có mẹ quê tìm nó. Nó quê đâu rồi? Dạ bên quê đâu. Nó có sổ đất, nó có tên nó ở đấy mà. Người để lúc nào cho ấy cho. Lúc nào ta photo sổ đó đưa cho mày nhé. Để mày tìm nhà nó. Giờ nhưng mà nó có mẹ quê đó. Công ty nó phá sản ấy. Nhưng mày nó được làm mày chưa? 2 tỷ 2 tỷ tư. Nhưng mà đầu của kiếm ông Minh, ông Minh ngộ ông giới thiệu cho mày đó. Kiếm già con nó thôn nhà nó dễ lắm, nó dễ lắm đó. Hả? Cái này nó dễ lắm, không phải hưởng cho nó. Con làm tin, con liên lạc, con liên tìm là có liền nè. Con liên tìm thấy chuyện cho anh. Dạ con muốn cho. Hả? Ta đưa cho mày cái sổ. Mày tìm nhà nó. Vợ mua, ôi dồi đẹp, nó thèm quá. Con trai. Ba trong mấy dòng. Ôi dồi, thích quá. Cô đưa cho mày cái sổ, xong mày tìm hiểu xem này. Chặt cái nó chặt chả. Đu.
Ủa còn đứa nào không ta? Hả? Thằng mà đâu đâu mẹ mà đâu có về á. Ai? Ai? Thằng đấy. Thằng nào không cho về? Thằng mình lúc mà em tới nó ôm chanh đó. Giờ nó theo. Thằng gà, còn thằng gà nữa mà. Còn hai đứa nữa. Một đứa thôi. Có thằng gà với thằng lớn nữa. À, thằng lớn này gì? Thằng điên nó về đâu vậy? Về về thôi, còn cái thằng này đâu? À, sao nó không cho về? Báo, báo, báo. Giờ sao? Đâu chứ ông bảo ngồi sau đó ôm về đi. Đi. Cái thằng gà nó phải ngồi trước cơ. Ờ, nó về sau rồi mà. Không chịu về hả? Con ôi giời, chết mê gái mẹ rồi. Nhá tí nó chở anh rồi á. Ngồi xuống. Mày vào lấy chú về. Thằng Minh á. Thằng Minh nó bán cà phê. Thì nó quen cái thằng mà nhà nó đang giặt đồ đấy. Cái thằng hơi khói lắm đang giặt đồ á. À không Minh. Cái thằng nhà đang giặt đồ quen hay chơi thằng Minh nhá. Nhá, cái thằng Minh đang cùng công ty thằng Vũ. Thế thằng đó nhờ Minh đi hỏi một tiền, Minh kêu chị đó 2 tỷ đô mấy năm này. Hay là nó biết mình đàn bà đéo trả. Cái đưa mày sổ nhá, cho mày xem nhà nó ở đâu. Cái thằng Minh này không phải là thằng Minh thì nó chỉ là mình chỉ mượn ấy không là do mình chỉ giới thiệu thôi. Chứ nó đâu biết mẹ gì. Cô cho nhiều quá. Cái giấy tờ là giấy tờ có gốc không hay là giấy tờ của cô nó đưa cho cô á? Bản gốc nhưng mà không có ra công chứng, nhưng mà cái bản gốc đó mình tìm được ra nhà nó có địa chỉ nhà nó tên tuổi quê quán. Giấy tờ giấy tay đúng không? Mới về tìm hiểu. Nếu như cái nhà đó mà cái đất đó nó chưa bán thì mình ép nó phải sang tên cho mình lấy lại 3 năm nay đó. Biết cô bạn cô không đâu có thời gian đâu. Cô bạn cô có thời gian. Cô cho con số điện thoại có biết được điện chứ lỡ không có điện cho con. Nó có để điện thoại đó mà. Cô kìa. À 0989. Nãy có nhiều khi có gì cô điện con không biết được. Điện thoại nó tắt mẹ, nó cần cho luật sư đại diện làm cái 0989 79 8686. Ta mà gặp mày sớm thì chỉ mày công ty nó rồi, nó mới rời công ty nó mới giải thể. Heo. Giải thể giờ thể không tìm tới nhà nữa. Vĩnh Long cũng biết gì thế. Để Vĩnh Long hả? Để thế mẹ ở đây ta lấy sổ đất cho mày chụp nhá. Rồi con cho con. Mang sổ đất xuống cho mày chụp nhá. Con cho cô cái nhá.